Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, sau nhiều thời gian, nhiều nỗ lực thì cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249 đã hoàn thành cầu phao để tạm thay thế cho cầu Phong Châu bị sập để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Và chứng kiến quy trình lắp cầu phao của cán bộ chiến sĩ thì chúng tôi thấy rằng từng bộ phận, từng cá nhân, từng cán bộ chiến sĩ và thậm chí là người chỉ huy phải nắm rất chắc quy trình, kế hoạch, kỹ thuật và phải nắm chắc cả thời điểm để có thể lắp cầu phao khẩn trương và bảo đảm an toàn. Cầu phao PMP-60T ở vị trí hạ lưu, cách địa điểm cầu Phong Châu bị sập ngày 9 tháng 9 khoảng 300m. Trước khi thực hiện nhiệm vụ bắc cầu, tại khu vực Bến Sông, Chỉ huy Lữ đoàn 249 đã báo cáo với Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh và đại biểu các cơ quan chức năng, công tác chuẩn bị cũng như các công việc đã triển khai và phương án bắc cầu phao PMP-60T. Cầu có tải trọng 60 tấn, điều kiện để hạ thủy các đốt phao ghép nối cầu là lưu tốc nước phải dưới 2m/giây. Cầu phao gồm 29 đốt khơi, 2 đốt mố. Lữ đoàn 249 đã sử dụng thêm 10 cano chuyên dụng để cố định vị trí cầu thêm chắc chắn trên dòng chảy còn xiết. Trong quá trình bắc cầu là quan trọng nhất là khi ghép hai cánh cầu với nhau, chúng tôi được chuẩn bị và tổ chức huấn luyện nhiều lần và thuần thục về động tác. Khâu cần chú đính động tác nhiều nhất là khi ghép hai cánh cầu với nhau liên kết và đóng khóa cối, khóa mặt và khóa đáy. Đến khoảng 10 giờ 50 phút sáng nay ngày 29 tháng 9, các phà nhịp, cánh cầu đã được bộ đội công binh khớp nối, điều chỉnh, hoàn thiện để phục vụ các đại biểu xuống kiểm tra tham quan. Và hiện nay tình trạng kỹ thuật thì hoàn toàn bảo đảm để tổ chức giao thông cho bà con hai bên bờ sông Hồng. Hiện nay thì chúng tôi đang tiếp tục củng cố những nội dung còn lại để làm sao các cái phương tiện thô sơ có thể qua cầu thuận tiện. Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục phải kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật của cầu và thường xuyên trong quá trình bảo đảm phải kiểm tra và củng cố. Đặc biệt là có thể phải thay đổi cái thiết kế cầu phụ thuộc vào lưu tốc nước chảy cũng như là chiều rộng của lòng sông để bảo đảm đúng yêu cầu của kỹ thuật. Với cầu chúng tôi vừa bắc xong, do vậy là để bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật và thử tải cũng như là chạy thử nghiệm trên cầu thì trong thời gian đầu thì chúng tôi chỉ cho phép các phương tiện xe con, xe bán tải đi một chiều và phương tiện thô sơ, xe gắn máy, xe đạp được phép lưu thông hai chiều. Sau đó thì căn cứ vào tình hình kỹ thuật của cầu cũng như lưu tốc và chiều rộng lòng sông thì chúng tôi sẽ trao đổi thống nhất với chính quyền địa phương để dần tăng tải trọng cầu, bảo đảm cho các phương tiện lưu thông qua cầu trong thời gian tới được nhiều hơn. Quá trình bộ đội công binh lắp cầu phao luôn được bà con nhân dân quan tâm. Nhân dân đã hỗ trợ lực lượng về nơi ăn nghỉ và dành nhiều tình cảm cho cán bộ chiến sĩ. Thấy các bác cũng làm ngày làm đêm, các bác có thiếu thốn điện nước thì gia đình vẫn tạo điều kiện cho các bác. Hoặc là những lúc vất vả thì vào đây ngồi nghỉ ngơi để bật quạt hay là cho các bác uống nước. Theo kế hoạch, 6 giờ sáng mai, ngày 30 tháng 9, các lực lượng sẽ triển khai thông xe phục vụ nhu cầu đi lại trước mắt của người dân. Thời gian bảo đảm giao thông qua cầu dự kiến từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Đơn vị tổ chức cắt cầu cho các phương tiện thủy lưu thông hàng ngày từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau.